Ở đời có ba điều tưởng chừng là phúc, nhưng thực chất lại là họa, chỉ có kẻ ngu muội mới lao đầu vào. Có những người sống trong phúc mà cứ coi là họa, tìm mọi cách tránh xa. Có những người sống trong họa lại cứ vội lầm tưởng là phúc, để rồi đánh mất mình. Trong suy nghĩ của nhiều người, có phúc đồng nghĩa với việc ăn sung mặc sướng, phú quý giàu sang, hạnh phúc êm ấm. Cũng vì lẽ đó, ngày càng nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả đời để lấy vinh hoa phú quý. Thế nhưng, có những điều tưởng chừng là phúc, nhưng cuối cùng lại trở thành họa. Bên ngoài, những điều này vẫn đem lại sự vui sướng, hạnh phúc nhất thời, nhưng đằng sau phồn hoa ngắn ngủi sẽ là đau khổ và trắc trở dài lâu. Đặc biệt là với ba kiểu có phúc tai hại sau đây, cần tránh xa cả đời nếu không muốn hủy hoại cả giá trị tinh thần lẫn giá trị vật chất trong tay. Thứ nhất, không làm mà lại đòi có ăn. Cổ nhân từng nói, người có gia sản tiền trăm thì ắt là người được định sẵn có tiền trăm. Người có gia sản nghìn vàng thì ắt là người đã được định sẵn là có nghìn vàng. Người xưa để lại câu này muốn nói cho chúng ta biết rằng một người có phúc phần nhường nào thì ắt sẽ được hưởng nhường ấy. Tất cả đều có sự đánh đổi ngang bằng được định sẵn từ trước, chứ không phải muốn hưởng bao nhiêu thì hưởng. Mà thuận theo câu nói, khổ trước sướng sau, con người phải có làm mới có ăn, đó đã là đạo lý hiển nhiên trên đời. Người nào rơi vào cảnh không làm mà hưởng chính là đi ngược lại với tự nhiên. Có thể nói rằng họ đang tiêu hao trước phần phúc báo về sau của mình. Đến một ngày vận khí hao mòn, không còn lại gì, tai họa ắt sẽ ập đến. Bên cạnh đó, người có thói quen hưởng sẵn sẽ tự du ngủ năng lực và tính tự giác của bản thân trong sự an nhàn giả tạo. Khi mọi người xung quanh dốc sức chuẩn bị, anh chỉ lo hưởng thụ vui chơi. Thì đương nhiên, khi tất cả đã lấy đà đầy đủ và bắt đầu tăng tốc về đích, anh sẽ bị bỏ lại phía sau mãi mãi. Cho nên cổ nhân mới nói, con cháu nếu giỏi giang thì chẳng cần tiền tài từ bố mẹ để lại. Người hiền mà giữ tiền dễ tổn hại ý chí. Còn nếu con cháu không ai giỏi giang, thì tiền tài để lại từ bố mẹ càng thêm vô dụng. Người dốt mà có tiền ắt thành thảm họa. Làm được bao nhiêu, đắc được bấy nhiêu. Đằng sau cuộc sống an nhàn hạnh phúc của một người là cả một quá trình không ngừng cố gắng. Nếu không xứng đáng thì là đang tự tiêu hao phúc báo của đời mình. Nên biết rằng tiền tài, quyền lực, danh vọng đều là do phúc phần của mình, đều là nhờ vào đức của bản thân mà có được. Vậy chúng ta có được những thứ đó chưa? Cuộc sống luôn đòi hỏi con người phải cố gắng, nỗ lực vươn lên để khẳng định giá trị của bản thân. Con người luôn luôn được đào tạo tính tự lập, kiên cường ý chí. Mọi thứ chúng ta có được phải trả giá bằng mồ hôi, xương máu, bằng trí tuệ và sức lực của chúng ta thì mới có ý nghĩa và mang lại hạnh phúc cho ta. Chính vì vậy, trong kho tàng ca dao tục ngữ của nước ta có câu nói, có làm thì mới có ăn, không dừng ai dễ đem phần đến cho. Câu nói này muốn nhắc nhở khuyên nhủ con người ta phải biết lao động chân chính để tạo ra của cải vật chất cho mình. Có như vậy, cái bạn làm ra mới có ý nghĩa và lâu bền. Còn những con người không biết lao động, không yêu quý việc lao động, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, trông chờ người khác mang sẵn của cải vật chất tới cho mình, thì sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt. Bởi trong cuộc sống, nếu chúng ta không làm lợi cho họ, thì không có lý do gì họ lại mang lại lợi ích cho ta. May mắn không phải điều lúc nào chúng ta cũng gặp phải, đặc biệt liên quan đến số phận đổi đời. Nó chỉ đến nhất thời và dành cho những người biết chớp thời cơ, cơ hội. Các cách không làm mà vẫn có ăn chỉ dành cho những người có đủ sự tỉnh táo và độ hiểu biết về đầu tư tài chính. Nếu bạn còn trẻ, cho dù bạn xuất phát điểm từ đầu đi chăng nữa, hãy vẫn cố gắng làm việc hết sức, hết mình để đạt được những thành quả trong cuộc sống. Sau này khi nghỉ hưu về già, không cần làm mà vẫn có cái ăn, thậm chí còn có nhiều của cải để dành cho con cháu. Thứ hai, hữu danh nhưng vô thực. Cổ nhân từng nói, nếu đức hạnh không xứng đáng với vị trí sẽ thành tài ương. Nếu đức hạnh mỏng mà được tôn lên cao, trí tuệ nhỏ mà góp kế hoạch lớn, sức mạnh nhỏ nhưng gánh trách nhiệm nặng nề thì hiếm có thể thành công. Hữu danh vô thực chỉ làm cản bước tiến của chúng ta trên đường đời. Chúng chỉ là cái vỏ rỗng
nhưng lại khiến ta nhầm tưởng rằng mình đang sở hữu đủ đầy. Chẳng hạn như anh thích ăn trên ngồi chốc, vẽ mây vẽ gió ở tầm cỡ sếp, nhưng năng lực chuyên môn lại không vượt trội, cũng chẳng có tinh thần dốc sức cầu tiền nữa. Như vậy một thời gian sau, kết quả duy nhất chờ đợi anh chính là sự đào thải tàn nhẫn của cuộc chơi cạnh tranh khốc liệt. Nói cách khác, cũng giống như một chiếc bàn có thể chịu tải trọng được 10 phần sức nặng, nhưng này chúng ta đặt lên nó tới 20 hay 50 phần sức nặng, thì hỏi chiếc bàn sao có thể chịu nổi đây? Gánh một sức nặng quá sức mình như vậy, nó sẽ lung lay, nó sẽ biến dạng, đây chính là dấu hiệu báo trước của việc sụp đổ. Do đó, mặt ngoài dù hào hoa to đẹp đến mấy cũng chưa chắc đã là phúc. Vị trí cao tương xứng với trách nhiệm cao, bạn hãy chủ động tránh xa khi bản thân mình chưa thực sự đạt được tầm cỡ ấy. Thứ ba, hưởng thụ những thứ không thuộc về mình. Có một câu chuyện xưa kể rằng, một ngày nọ, chú cáo đói bụng bỗng nhìn thấy cây nho xài chĩu chín mềm trong vườn của bác nông dân. Nó tìm mãi mà không thấy lối vào, nhưng lại tình cờ phát hiện một lỗ nhỏ trên hàng rào. Tuy nhiên, cái lỗ quá nhỏ nên nó không chui vừa. Con cáo nghĩ ra một cách, nó nhịn đói liền 2 ngày để gầy tọp đi, sau đó như ý nguyện mà chui được vào vườn. Quá sung sướng vì những trái nho thơm chín căng mọng trước mặt, nó ăn thỏa thích đến chùm này tới chùm khác. Nhưng no nê đủ rồi, nó mới phát hiện ra rằng cái bụng của mình to lên rất nhiều, không còn vừa với cái lỗ nhỏ trong hàng rào nữa. Mà nếu chạy đi bằng cửa trước, chắc chắn sẽ bị chủ vườn và đàn chó săn tóm được. Thế là con cáo phải nhịn ăn suốt 6 ngày liên tiếp. Quả nhiên sau 6 ngày ấy, con cáo lại gầy đi và có thể chui ra được khỏi hàng rào. Nó trở về điểm xuất phát ban đầu với một cái bụng rỗng, đói meo, chẳng thay đổi được gì. Câu chuyện này khiến chúng ta nhận ra rằng cuộc sống luôn có được và có mất. Có những thứ không thuộc về mình thì cưỡng ép nhường nào cũng vô dụng. Người biết đủ, hiểu thấu lẽ được mất, sống thuận theo tự nhiên sẽ sống được vui vẻ, hạnh phúc nhất. Ngược lại, người nào tham lam hưởng thụ những điều không thuộc về mình thì cũng chỉ rơi vào kết cục của thiên trả địa mà thôi. Nỗ lực theo đuổi cuộc sống sung túc, giàu sang không sai, nhưng không vì thế mà tận dụng các thủ đoạn xấu xa trái với lương tâm và luật lệ. Cũng đừng lợi dụng lối tắt hiểm nguy trên các con đường dẫn đến thành công. Phải biết rằng, những thời gian và nỗ lực bạn đầu tư đều chuyển hóa thành những giá trị quan trọng, là bậc thang vững chắc nhất để bạn leo lên những đỉnh cao. Đó là hành trình mà bạn cần tự đi trên chính con đường của bản thân, tránh xa những điều không thuộc về mình. Ở đời, thứ thuộc về bạn thì cuối cùng sẽ là của bạn, thứ không phải là của bạn thì dù cố tranh giành cũng sẽ tự tránh xa. Hãy học cách bình thản với đời, thuận theo tự nhiên chính là một loại phúc, cưỡng cầu quá nhiều lại thành họa. Chúng ta đều là những người trẻ độc lập, chúng ta đều có một cá tính riêng biệt và sẵn sàng nỗ lực để đạt được những thứ mình muốn có. Chúng ta tự tin, nhưng đừng vì thế mà nhắm nhầm mục tiêu, để rồi so chúng vạch đích lại là hạnh phúc của người khác. Có thể phần lớn kết quả sẽ là tất cả mọi người đều phải chia sẻ những tổn thương. Thế nên, đừng vì muốn sở hữu những thứ mà mình muốn, mà bất chấp cả việc lao vào một lựa chọn sai lầm. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Các bạn thân mến, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Mình xin chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ bên người thân yêu. Hãy để lại comment dưới mỗi bài viết mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Và những đóng góp của các bạn sẽ giúp mình không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Và hãy thường xuyên ghé thăm kênh của mình để đón xem những video mới nhất các bạn nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các buổi tối tiếp theo.